về tình hình giải quyết un tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía bắc phó thủ tướng lê văn thành có yêu cầu các bộ ngành và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện khẩn trương nghiêm túc đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn các tỉnh biên giới phía bắc đồng thời nghiên cứu và tiếp thu các kiến nghị của bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong quá trình thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ để tiếp tục khắc phục tình trạng ủn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu xử lý kịp thời nghiêm minh theo đúng quy định đối với các hành vi lợi dụng tình trạng ủn tắc hàng hóa để vi phạm pháp luật Ngày 9 tháng 2, Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ, định hướng và giải pháp phát huy vai trò của quần chúng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm nghiên cứu và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng định hướng và giải pháp phát huy vai trò quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở trong bối cảnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội thảo đã nhận được 60 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Những báo cáo tham luận tại hội trường tập trung làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của quần chúng nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, đưa ra những đề xuất định hướng, giải pháp phát huy vai trò của quần chúng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh đó hội thảo còn cung cấp thông tin phục vụ cho công tác tham mưu tư vấn lãnh đạo chỉ đạo thực tiễn cũng như hoạt động giảng dạy nghiên cứu trong các trường học viện trường công an nhân dân thông qua hội thảo sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nhất là lực lượng ở cơ sở từ đó nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm trong vận động quân chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự